Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quảng Nam, 3 người chết và mất tích do mưa lũ, nhiều nhà cửa chìm trong biển nước. Vẫn còn rất nhiều nhà dân, trụ sở, cơ quan vẫn chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc. Chiều ngày 11 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Theo đó, đã có 2 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 10, ông Đoàn Văn Hát sinh năm 1968, trú tại khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi nhảy cứu một học sinh lớp 9 bị lũ cuốn trôi vào ngày 10 tháng 10. Sau đó, học sinh gặp nạn này đã may mắn được cứu sống. Nạn nhân thứ hai là bà Lương Thị M.L. sinh năm 1985, trú tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 10 tháng 10 khi đi qua đoạn đường ngập sâu. Hiện vẫn còn một người bị mất tích là bà Hồ Thị Dâu sinh năm 1994, trú tại làng Tắc Len, thôn 1 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, bị nước cuốn trôi khi đi qua sông Nước Na, địa phận giáp danh xã Trà Cang với xã Trà Nam. Vào ngày 9 tháng 10, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm bà Dâu. Theo thống kê sơ bộ, hiện mưa lũ đang nhấn chìm rất nhiều nhà dân, trụ sở các cơ quan. Số liệu tổng hợp được từ báo cáo nhanh của một số địa phương cho biết, Nông Sơn ngập 264 nhà, Quế Sơn ngập 57 nhà, Điện Bàn ngập 450 nhà, có nơi ngập đến 1,2 mét. Về nông nghiệp, hiện một số nơi vẫn còn đang ngập lụt nên công tác thống kê thiệt hại của địa phương gặp khó khăn. Về giáo dục, hiện một số trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 11 tháng 10 để đảm bảo an toàn cho học sinh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 6616 ngày 10 tháng 10. Về tình hình các hồ chứa thủy lợi, theo đánh giá của Ban Chỉ huy, đối với các hồ chứa đang thi công, chủ đầu tư đang triển khai các phương án phòng chống bão và mưa lớn. Đối với các hồ địa phương cơ bản an toàn, riêng hai hồ đá trồng, vũng tôm, thấm nặng cần thường xuyên theo dõi. Đối với các hồ thủy điện gồm sông Chanh 2, A Vương, sông Bung 4, Đắc Mi 4 đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu. Về tình hình sơ tán dân, theo số liệu báo cáo từ các địa phương, để ứng phó với đợt mưa lớn từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động di rời sơ tán 1.237 hộ trên 4.276 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Cụ thể, huyện Bắc Trà My 426 hộ trên 1.484 khẩu, trong đó có các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tại Trà Giang, thị trấn Bắc Trà My, Trà Giác, Trà Đốc, Trà Nú, huyện Nông Sơn 219 hộ trên 420 khẩu, thành phố Tam Kỳ 592 hộ trên 2.372 khẩu. Về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đối với tuyến cao tốc đường Hồ Chí Minh nhánh Đông Tây vẫn lưu thông bình thường. Một số tuyến đường bị sạt lở như đường Trường Sơn Đông, sạt lở Ta Luy Dương tại km 29+450, km 76+600, quốc lộ 24C sạt lở tại km 89+450, đoạn qua xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập nước từ 0,4 đến 1,2 mét, có nơi ngập đến 3 mét. Mưa lớn dồn dập, miền Trung lại đối mặt với lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ đối diện nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất cao vì lượng mưa lớn, thủy chiều cao, nước khó thoát nhanh ra biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, diễn biến mưa trong 24 giờ qua, ở khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 10 đến 7 giờ ngày 10 tháng 10, phổ biến từ 100-230mm, có nơi trên 300mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 388,0mm, Hồ Chuồi, Thừa Thiên Huế 323,0mm, Bà Nà, Đà Nẵng 324,8mm, đập Hà Thanh, Quảng Nam 328,0mm, Giao Thủy, Quảng Nam 325,6mm. Ở Trung và Nam Trung Bộ, phía đông khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to và dông. Ngày và đêm ngày 10 tháng 10, khu vực phía Tây của Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
mưa đặc biệt lớn ở phía tây của Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với lượng mưa ở một số trạm đo vượt 300mm trong vòng 7 giờ. Hôm nay mưa tiếp tục duy trì ở mức mưa lớn và rất lớn ở các tỉnh được đề cập ở trên. Đặc biệt mưa lớn ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với lượng mưa tương tự đêm hôm qua. Các tỉnh Nam Trung Bộ từ Phú Yên tới Vũng Tàu cũng sẽ có mưa rất lớn, riêng Bình Định ít mưa trong hôm nay. Với lượng mưa như vậy, các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ đối diện với nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất cao. Vì lượng mưa lớn, thủy chiều cao, nước khó thoát nhanh ra biển. Từ tối ngày 14 tháng 10 đến 16 tháng 10 sẽ tiếp tục có một đợt mưa lớn diễn ra. Mưa từ Nghệ An và lan dần ra các tỉnh Trung Bộ. Về không khí lạnh, sáng nay ngày 10 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong ngày và đêm ngày 10 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trong đất liền hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Từ ngày 10 tháng 10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ, khu vực Trung Du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18 đến 21 độ. Trên biển, ngày và đêm ngày 10 tháng 10 ở vịnh Bắc Bộ và gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 9. Ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9, khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động ở Trung và Nam Trung Bộ. Phía đông khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyên gia nêu nguyên nhân sâu xa gây lũ quét sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng. Rừng tự nhiên với thảm thực vật phong phú chính là lớp áo bảo vệ đất. Khi phá rừng, khai thác tận diệt rừng, lớp áo này mất đi, đất không còn kết dính mới sinh ra sạt lở đất. Còn rừng tự nhiên thì khó có lũ quét. Nói về những trận lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An vừa xảy ra, giáo sư Nguyễn Ngọc Lung, Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho rằng có nhiều nguyên nhân, mưa quá lớn, cấp tập vượt quá khả năng thẩm thấu của đất, song nguyên nhân chính vẫn là do diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp. Ở Việt Nam hiện có hai loại rừng là rừng trồng và rừng tự nhiên. Rừng nguyên sinh là một khái niệm trong rừng tự nhiên, là loại rừng chưa có tác động của con người, nhưng thực chất thì ở Việt Nam chỗ nào cũng bị con người tác động rồi, dù ít hay nhiều. Nguyên nhân của sạt lở đất, lũ quét thời gian qua có nhiều, trong đó không thể bỏ qua yếu tố mất rừng tự nhiên. Nếu đất trống đồi trọc chỉ có vỏ và cây bụi, khi mưa xuống có tới 95% chảy tràn trên mặt, chỉ có 5% thấm một lớp mỏng vào đất. Lượng nước chảy tràn trên mặt gọi là lũ, như lũ ống, lũ quét. Nhưng có rừng tự nhiên thì 90% nước rơi xuống không chảy tràn trên mặt nữa mà thấm sâu dưới đất. Nếu một cơn mưa bình thường kéo dài 1 đến 2 giờ với lượng mưa khoảng 100mm thì không có nước chảy tràn trên mặt. Nếu cơn mưa là mặt đất không có nước mà thẩm thấu trở thành nước ngầm, không còn khả năng gây lũ ống lũ quét. Giáo sư Nguyễn Ngọc Lung phân tích, rừng tự nhiên có khả năng chống lũ giữ nước tốt như vậy là vì rừng có nhiều tầng tán, nhiều loại cây khác nhau, có thảm mục. Hệ rễ sâu 20-30m, chiều cao cây như nào rễ sâu như thế, tán rộng bao nhiêu thì rễ cũng mọc rộng bấy nhiêu. Các cây đan lại với nhau như một cái lưới, với kết cấu đó thì không thể nào tạo ra lũ được. Rừng trồng chỉ có tác dụng bằng 1/2 đến 1/5 so với rừng tự nhiên, tùy thuộc vào trồng các loại cây gì, cây đó đã trưởng thành chưa, nhưng tính trung bình thì nó có thể ngăn lũ được khoảng 50%, còn đối với đất trống, đồi núi trọc, 80-90% lượng mưa xuống là chảy tràn trên mặt vì nó không có lực cản nào để thấm sâu xuống đất. Không có lớp thảm mục để giữ nước, tạo thành dòng chảy lớn gây nên lũ quét, cây cối có tác dụng phân hóa điều khiển nước như vậy. Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam đồng tình. Ông cho biết quan sát các điểm sạt lở lũ quét thì thấy đều là đất trơ trọi, không có thảm thực vật. Khi mưa, nước sẽ dần thấm vào, lớp đất ấy đã bị tác động từ lâu, nắng lên, đất sét đã bị phong hóa, sau đó trọng lượng tăng do mưa dồn xuống. Theo nguyên tắc trên độ dốc sẽ trượt khi lực đẩy xuống lớn hơn lực giữ. Lực giữ ở đây đã kém do đất sét bị phong hóa vì phá rừng, mất thảm thực vật.
xây thủy điện, phá rừng đã làm cho đất bị phong hóa, từ phong hóa làm thay đổi kết cấu của đất, lực giữ giảm đi, chưa kể mưa dồn mạnh hơn vì không còn dòng chảy mặn, trọng lượng tăng lên, lực giữ kém nên mới xảy ra sạt lở. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, rừng tự nhiên ngày càng teo tóp. Giáo sư Nguyễn Ngọc Lung cho biết, năm 1945, độ che phủ rừng tự nhiên lên tới 43%. Tuy nhiên sau đó, do tác động của chiến tranh cùng với trình độ quản lý kém hiện nay, độ che phủ của rừng đã bị mất tới gần một nửa, còn khoảng 27% độ che phủ, gây ra những mối đe dọa tới sinh hoạt phát triển nông nghiệp. Năm 1992, chương trình trồng 5 triệu hectare rừng được khởi động, diện tích rừng trồng đã được nâng lên khá nhiều. Hiện nay, nhờ các chương trình phát động, diện tích che phủ cũng đã được tăng lên. Theo số liệu thì diện tích rừng che phủ hiện lên đến 41,7%. Tuy nhiên đó là rừng trồng nên khả năng tích trữ, chống lũ, sụt lún cũng chỉ có tác dụng bằng 1/5 rừng tự nhiên. Diện tích rừng tự nhiên hiện còn rất ít, mấu chốt là chất lượng rừng hiện nay rất thấp. Cũng là rừng tự nhiên nhưng xưa là rừng giàu và trung bình, giờ là rừng nghèo và rừng kiệt. Xưa trên 1 hecta rừng có 250 mét khối gỗ nhưng giờ chỉ còn 25 mét khối gỗ, nhưng nó vẫn là rừng. Như thế độ che phủ bằng nhau nhưng chất lượng rừng không bằng một nửa so với trước đây. Chất lượng đó ảnh hưởng đến năng lực phòng hộ của rừng. Trước đây mật độ cây ken đặc, dễ đan nhau dày đặc thì giờ cây ít đi, cây to không có nên vai trò bảo vệ của rừng bị suy giảm đi nhiều, ông nói. Rừng nghèo là loại rừng chỉ có những loại cây ít giá trị, không có thảm thực vật, động vật, không có tác dụng giữ nước, chống xói mòn. Sự buông lỏng quản lý ở nhiều nơi khiến kiểm lâm chính là lâm tặc, rừng giàu biến thành rừng kiệt. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, nếu có trồng lại rừng sau khi rừng bị phá, chúng ta cũng phải mất 50 năm rừng mới khôi phục lại được. 50 năm sau, rừng mới có thể tái tạo khả năng giữ nước. Rừng trồng mới, dù 10 năm cũng không có tác dụng. Phải mất 50 năm lá rừng rụng xuống, mục ra, hình thành thảm thực vật dày 1 mét thì mới ngấm được nước. Dòng chảy mặt là dòng nguy hiểm nhất. Rừng mất lớp mùn thì sẽ chẳng giữ được nước. Nước sẽ trôi tuột đi tạo thành lũ. Giáo sư Hồng nói, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022 tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2, các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và hệ thống dự báo địa phương. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.